Xin kính chào quý vị các bạn. Nay anh em mình có với anh Nhẫn ha quý vị. Cũng có bứng một cái vườn mai giao cho anh Trinh ở Long Thọ, Đồng Nai ha quý vị. À, nhưng mà bữa nay có sự đặc biệt là có chủ nhân đi theo trực tiếp xuống cảnh bứng luôn đây nè quý vị. Đây là anh Trinh. Đây là anh Trinh ảnh mua. Mình mua cái vườn này mình giao cho ảnh, này là anh Trinh nè. Còn anh Nhẫn thì ảnh đang xe phôi quý vị. Đặc biệt là anh Trinh trực tiếp anh từ Đồng Nai anh xuống ở đây hồi nào anh Trinh? Xuống hồi qua. À. Rồi anh cho vài lại cảm nhận xuống tới vườn cái cảm giác như thế nào anh? Như là anh em đồ á, vườn cực ở miền Tây làm sao? Thì thấy em làm cũng mua bán cũng rất là tốt. Rồi anh mới tin tưởng anh xuống tới đây để giao lưu với anh em rồi luôn phải không? Đúng rồi. Rồi cũng thay mặt anh Trinh ha. À, cảm ơn anh Trinh đã hỗ trợ cho mình cái video này ha quý vị. À, mình cũng thay mặt cho tất cả anh em đã ủng hộ anh Nhẫn trong suốt thời gian qua trên mọi miền đất nước ha. Bữa nay mình qua mình bứng cho anh Trinh là bao nhiêu cây anh Nhẫn? 25 cây. 25 cây ha quý vị. Toàn bộ tứ quý không em không quý vị? Cái này là bữa hổm. Ông hả? Trời ơi. Cái ớt cao dữ rồi. Cái ớt. Nó kẽn á. Mày thấy cây nhỏ đó mày phải cắt nhánh hết đi nè, dễ bước. Còn năm xuống mua nữa. Mình cũng chia sẻ đây là anh Trinh, ảnh cũng chưa có thấy cây như thế nào ha quý vị, nhưng mà ảnh cái sự tin tưởng của ảnh với đối với anh Nhẫn thì mình không biết. Nhưng mà ảnh cũng chưa thấy mặt cây như thế nào á, thì mình cũng báo giá ảnh, mình cũng không có chụp hình mình gửi nữa. Là mình chỉ nói là có vườn này bán 25 cây, anh coi mua được thì mà em giao cho anh. Ảnh là cứ bứng giao cho anh đi. Có phải vậy không anh Trinh? Mặt cây này là bữa nay anh mới thấy luôn phải không? Đúng rồi. Chứ anh chưa từng thấy mà hình ảnh em gửi bên anh Nhẫn gửi cho anh phải không? Chưa. Bởi vì anh mới xuống á. Bởi vì anh mới xuống trực tiếp ha quý vị. Rồi mình cũng quay cho quý vị xem và tham khảo ha. Để một chút bứng tới đâu mình quay chi tiết cho quý vị. Bứng giao cho anh Trinh ha. Xong rồi mình chiều nay mình đi xe ra Đồng Nai luôn ha quý vị. Chiều nay là mình dọn sạch hết một số cây để mình đi Đồng Nai. Đây anh Nhẫn và anh xả phôi không quý vị. Chị đó là chủ vườn ha quý vị. Còn đây là anh Trinh khách hàng ha. Trăm rưỡi cánh. Chúng tôi theo đẹp xấu nhỏ lớn ra tầm thọ. Đây là bưởi, trồng bưởi nhiều quá ha quý vị. Nhẫn cũng xả phôi. Ồ, cái này ảnh xả lùng dưới ta. Cây này sao xả lùng dưới anh Nhẫn? Cây hoành cũng tầm mấy 30 không hả quý vị? Cũng có ba mấy cũng có hơn ha. Cũng tùy theo cây hả quý vị. Thank you.
Đây tứ quý con nó lên nhóc luôn nè. Chỗ này hình như là đó cũng là tứ quý có ai bứng phải không chị? Rồi qua cưa cái đó luôn. Cây đó là xả rồi, cây đó thú làm gì không có cái cây cao cao kìa. Mà dạng hả? có không đâu qua coi lóc rồi. Cái này được anh Trinh, nhưng mà sao mấy công rễ cắt uổng quá, cái này bị bứng cái cây ấy rồi, bứng cái cây gần bên rồi. Đây chút chị khuyến mãi cho cái bụi bông trang nhỏ nhỏ hả chị? Nè bông trang này nè, trang này bông trang gì vậy ta? Hay có bông trang lá trung màu, trong bông trang lá trung màu đỏ không quý vị? Chút xin bị nhánh vậy trồng ơi. Này quý vị, giờ hồi sáng này mình quay khúc mà trước giờ mình vô trong cái vườn không quý vị. Còn khoảng thì sáng anh em cũng bứng được mười mấy cây quý vị. Này đi theo anh Trinh anh phải bám sát theo à. Theo dõi anh em làm. Bám sát cho người chính. Đây tứ quý nhỏ nhỏ còn cũng nhiều lắm ha quý vị. Đây nói chung mấy clip nào còn cũng nhiều lắm. Nhưng mà dạng cây lùm không à quý vị, nó không có được suông cây. Nó thoát thân tay cạnh nó bị tét nhiều quá. Đó, bên clip kia cũng còn rất là nhiều không quý vị. Anh Trinh đánh đi theo dõi cái ekip bứng cây như thế nào. Đây quý vị, bây giờ anh em cũng còn cây cuối cùng, nhưng mà thực tế cũng tội nghiệp anh hai với Triệu không quý vị. Tại cây nằm khác quá sát gốc dừa không quý vị, tại cái đỡ dừa nhiều nhưng mà nằm mấy mương nữa quý vị. Đó quý vị thấy không, anh thật chứ cây này cây cuối cùng luôn quý vị. Là đủ 25 cây mà nó đưa vô cái thế này cũng nói chung cũng vất vả cho mấy anh bứng không quý vị. Đi chơi đi. Cái này nằm ngay để dừa luôn. Khổ, khổ hết sức khổ thiệt. Trời đáng ăn tiền là dễ đâu. Má cái này con tuyệt dữ quá. Ăn chuột đâu có có đào dữ vậy. Mấy con gì giá tiền chút nha. Đáng hậu mừng chúa là gì. Quý vị, bây giờ cây anh em cũng đã chuyển lên xe xong hết đâu quý vị. Bây giờ mình về mình ghé nhà anh Nhẫn ha. Và anh cũng có đặt mình mua giùm một mớ ảnh bao bông dừa với trấu rồi ha quý vị. Đây 25 cây ha quý vị. Rồi tới đây mình cũng xin kết thúc video ha. Cũng chúc tất cả quý vị các bạn ha có nhiều sức khỏe ha, thành công trong công việc ha, và gia đình hạnh phúc ha. Cũng cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu xem hết video clip ha. Đây là còn mấy cây mai tàn khủng, mấy mai vàng mà tàn khủng không quý vị. Hay mà ở đây chú còn mấy cây cũng khủng thôi không quý vị. Mai vàng hoành 50 năm mấy.